Anh Nhân, xin chào mọi người đã quay trở lại với cái vlog của Trang. Như thường lệ thì hôm nay sẽ là chuyên mục kể chuyện bé nghe vào mỗi cuối tuần. Hôm nay chủ đề mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là những công việc làm thêm mà mình đã từng làm ở Hàn Quốc. Đây là vlog để dành cho những các bạn mà trước khi các bạn qua Hàn Quốc hoặc là các bạn đang chuẩn bị qua Hàn Quốc á, có thêm nhiều cái kinh nghiệm và cũng như là có nhiều cái để mà các bạn chuẩn bị hơn. Thì cái câu chuyện mà mình muốn kể ngày hôm nay nó cũng rất là lâm ly bi đát nhưng mà cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà cái vấn đề của mình đó là trước khi mình qua Hàn Quốc á, đó là mình hơi bị yếu. Yếu nghĩa là gì? Là mình không có tập thể dục nè, rồi sức khỏe thì cũng không có mạnh khỏe mạnh như mấy thằng trai khác. Mấy thằng trai mà cơ bắp đồ này nọ thì mình cũng thuộc dạng là lo ăn học thôi chứ không phải lo đi luyện tập thể thao, cho nên mình hơi bị yếu. Thì cái lần đầu tiên mà mình đi làm đó là vào mình mới qua Hàn Quốc chưa được có 6 tháng các bạn. Khi mà các bạn quay sang Hàn Quốc á, mà chưa được 6 tháng thì các bạn không được đi làm thêm ở những cái cửa hàng này nọ. Nếu mà các bạn đi làm thì vẫn được thôi, nhưng mà nếu các bạn bị bắt á thì sẽ bị phạt này nọ hoặc là bị đuổi về nước. Thì cái đợt đó là mình được mấy đứa bạn mình á, nó rủ, ê đi có đi hái táo không? Xong nghe, ôi đi hái táo không? Ok, mừng lắm, mình nghe hái táo đúng không? Các bạn nghe cái từ đi làm thêm mà hái táo chắc là kiểu như là ồ, chắc là trái táo trên cây, xong cái sẽ cầm một trái táo đem xuống bỏ vào giỏ nó đem đi về về xưởng hay gì đó. Các bạn nghe nó thơ mộng lắm. Thì thật sự cái công việc đó đối với mình đó là một cái ác mộng của cái thời đó. Chuyện bắt đầu là khi đó là mình đi với mấy đứa bạn đi hẳn về Quang Chu, là một cái tỉnh có rất là nhiều nông trại ở đó, người ta chuyên làm nông. Thì đối với việc hái táo á, thì là con gái thì đương nhiên sẽ là ngồi lấy mấy cái táo cắt xong rồi bỏ vô giỏ, xong rồi cứ leo 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 lên mấy cái cây hái như vậy đấy. Thì sẽ có cái thang đứng, cho nên là các bạn đừng có lo các bạn phải leo leo như con khỉ gì đó, thì không có vụ đó, các bạn có cái thang đứng nên các bạn cũng đỡ lo nhiều. Còn đối với mấy thằng trai á thì cũng rất là cực cực hơn con gái rất là nhiều các bạn ạ. Và đó là những cái ác mộng mà mình rất là sợ khi mà mình nghĩ về. Và nếu mà mình cho thời gian mình quay trở lại, mình có đi làm công việc hái táo hay không thì bảo đảm với các bạn là không. Nhưng mà trường hợp lúc đó là nó quá là kẹt tiền đấy các bạn ơi, cho nên là mình phải cố gắng, mình phải chịu đựng để mà mình làm việc. Thì bắt đầu là công việc hái táo là nghĩa là các bạn phải dậy sớm. Thường thì bắt đầu làm 19 giờ nhưng mà ông chủ hay bà chủ thường gọi các bạn vào lúc 7 giờ rồi, để các bạn dậy rồi ăn uống rồi rửa mặt tắm rửa, xong rồi 8 giờ ta cho đi làm luôn. Người ta chở ra một cái vườn táo, thì một cái vườn táo đó rộng mênh mông bao la bát ngát bạt ngàn luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn vô cái không thấy cái chỗ nào là cái cây táo cuối cùng, cái táo đích đến của cái khu vườn đó, nó rất là rộng. Các bạn nhìn vô các bạn chỉ thấy cái khu vực trước mắt thôi, chứ trải vàng nó trải dạt ra đằng sau luôn. Rồi thậm chí có những cái ông chủ người ta giàu quá, người ta không biết làm gì, người ta làm nhiều vườn táo nữa. Thế là ông có chỗ này, ông có một khu, bên kia ông có một khu, ông phải lấy xe hơi ông chở mọi người đi đó. Đối với mấy thằng con trai đó thì là xách những cái thùng, mà các bạn biết cái thùng mà đựng, các bạn hay ra cái chợ đầu mối hay chợ gì sẽ các bạn thấy một cái thùng mà thùng bằng nhựa cứng á, mà rất là nặng các bạn ơi. Mình không nhớ nặng bao nhiêu, chắc ít nhất cũng phải nặng 2-3 kg một cái thùng như vậy đó, rất là bự bự như thế này nha. Thì các bạn phải cầm mấy cái thùng đó, các bạn rải nguyên một cái vườn táo như vậy đấy, phải đi cầm hai cái, một thằng trai thường phải cầm 4 cái thùng nha các bạn, 4 cái thùng hai bên hai tay. Mà cái thường là cái mối cái khúc mà cầm á nó rất là bự như thế này nè, nó bự như thế này nè. Thì khi mà cầm thì các bạn một tay các bạn sẽ cầm được, nhưng mà lúc đó tay mình nó bé quá, tay mình bé cho nên lúc mình cầm á, cầm hai cái đó nó đau, nó bị rớt cái kia rớt ra rớt xuống, xong rồi mình chỉ dám cầm hai cái chạy tới chạy lui thôi. Rồi cái nhà hải táo đó cũng, nói chung cái việc đi rải nguyên cái thùng đó cũng đỡ, nhưng nói chung là cực cực là do vì sao, tại vì mình quá là yếu sức đi cho nên là mình làm không nổi. Nhưng mà nếu mà bình thường đối với con trai Việt Nam mình mà nếu chịu khó ở Việt Nam chơi thể thao hoặc là có sức khỏe tí xíu thì mình nghĩ đó không phải là vấn đề đâu. Nhưng mà đối với mấy đứa, đặc biệt là những bạn mà nếu mà có sức khỏe mà không có mạnh khỏe như mình ấy, thì đó là một công việc rất là cực. Nhưng mà cực hơn nữa đó chính là các bạn sẽ bỏ đi lượm mấy cái táo mà mấy đứa con gái nó hái vừa rồi đúng không, nó hái xong nó để dưới gốc cây, là các bạn phải bỏ vô mấy cái thùng đó. Các bạn bỏ cái thùng chất 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 đầy thùng đó, xong sẽ có một cái xe cút kít, nó sẽ lấy đẩy cái xe đó xuống, xong các bạn sẽ để những cái thùng táo lên 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 cái xe đó, xong các bạn xách đẩy đẩy cái xe đó về. Mà thật sự với mình, đối với các bạn á thì chắc công việc đó là cũng bình thường, cũng hơi mệt, có nhiều bạn sẽ nói là hơi mệt hay gì đó mình không biết, nhưng mà thật sự đối với những bạn mà yếu sức chút xíu thì đẩy cái xe táo thôi lòi mồm lòi máu họng ra luôn á. Mà các bạn biết rồi đó, mùa táo là cái mùa khoảng vào mùa thu đông, nghĩa là trời rất là lạnh các bạn ơi. Mà không có vụ mà các bạn đi ra ngoài đường các bạn mặc nguyên cái áo, mà áo gọi là áo gì nè, áo phao ấy, áo bự chà bá để các bạn đi làm mà không có được. Tại vì nếu mà mặc như vậy đấy thì sẽ rất là vướng vướng víu, các bạn không có thể nào hoạt động linh hoạt được, nên là các bạn chỉ được mặc một cái áo khoác thôi. Xong rồi đến lúc đó các bạn đi á thì các bạn sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đổ mồ hôi ra ào ạt nóng quá trời nóng luôn, cho nên là quen. Xong rồi đứng ngoài riết một hồi là các bạn quen được nguyên một ngày ở đó.
thì thường á là mình thấy công việc hái táo cũng không có nỗi vất vả lắm, nhưng mà đặc biệt là đối với những bạn mà yếu á, hoặc là không có sức khỏe á, thì không nên làm, tại vì nó rất là cực nha. Còn đối với bạn gái cũng mình thấy cũng rất là cực, có nhiều bạn cũng rất là than nhưng mà tụi nó chịu khó kiếm tiền các bạn, ai qua đây cũng vì đồng tiền hết, cho nên là có nhiều bạn mặc dù là cực nhưng mà người ta vẫn cố gắng làm, cho nên mình thấy rất là thương các bạn ấy. Nhưng có một số điều mà các bạn phải lưu ý khi các bạn đi hái táo, đó là trường hợp thứ nhất là các bạn gặp mấy cái thằng mà nịnh chủ á, mấy cái thằng mà kỹ như nó có sức khỏe nó làm này nọ, nó làm hùng hùng hục, nó làm như con trâu con bò, nó cố gắng làm để cho mà ông chủ thích, ông chủ thương nó này nọ đấy, thì mấy cái thằng nó nói thôi rồi luôn các bạn ơi, các bạn mà làm không lại tụi nó mà ông chủ thấy bạn kiểu như bạn làm mềm mềm mà thấy thằng đó nó làm hùng hục, nó kiểu như làm nhiều sẽ được tăng lương mà đâu, ông chủ đâu có tăng lương đâu, mà nó làm phải cố làm đi thật là nhiều để cho ông chủ thương để làm gì không biết nữa, nhưng mà nó làm như vậy cho nên là những cái đứa mà làm yếu yếu hay những cái đứa mà không có sức khỏe nó sẽ bị tuột lại, và khi mà ông chủ thấy như vậy thì ông chủ rất là ghét mấy bạn, cho nên là bạn khi mà đi làm các bạn cẩn thận với mấy thằng đó. Trường hợp thứ hai đó chính là có nhiều rất là nhiều của những cái thành phần mà gọi là môi giới công việc làm bên Hàn Quốc ấy, thì đa số những cái việc khai táo người ta cho tiền nó nhiều hơn một chút xíu, thì những ông này ông sẽ ăn chặn một chút xíu của các bạn, xong rồi ông chia ra, thậm chí là những trường hợp mà có những mấy ông mấy bà đó mà người ta đi môi giới người ta kêu làm xong đi rồi cuối tuần trả tiền luôn một lần á, mấy ông gom thì mấy ông trốn đi mất tiêu luôn, mình gặp rất nhiều trường hợp đó rồi, cho nên là có nhiều bạn bị lừa đảo bên này, không phải vì người Hàn đâu mà người Việt nó lừa nhau trước nữa đấy. Đương nhiên là người Hàn cũng có trường hợp lừa rồi nên các bạn cũng phải cẩn thận, nhưng mà trước mắt thì mình khuyên các bạn là cẩn thận với mấy người Việt như vậy. Công việc thứ hai mà mình muốn kể cho các bạn nghe đó chính là mình làm một cái nhà hàng. Ok, mình vô trong nhà bếp mình làm thì các bạn biết rồi đó, nhà bếp thì thịt nướng thì các bạn không có việc phải lo món ăn đâu, tại vì có những cái bà imo là những bà thiếp thì người ta sẽ lo làm cho các bạn, còn không thì các bạn sẽ lo rửa chén hoặc là các bạn rửa cái nồi mà cái khay mà khay nướng ấy, mà cái khay nướng đó các bạn ơi, ở Việt Nam á, khi mà ba mẹ các bạn nói với các bạn là ở nhà lo mà rửa chén dọn nhà này nọ đi cho ba mẹ đi, thì các bạn nên nghe lời ba mẹ, các bạn nên đi làm ngay lập tức, để mà không phải chỉ về thương chỉ vì thương ba mẹ các bạn đâu, mà đã luyện cho các bạn một cái kỹ năng thượng thừa mà những du học sinh Hàn Quốc ai cũng phải có, đó chính là rửa chén. Đa số du học sinh Việt Hàn Quốc Việt Nam ở Hàn Quốc á, thì đa số họ rất là rửa chén, trình độ rửa chén siêu đỉnh cao luôn. Thì các bạn cũng biết cái nồi cái khay đựng thịt bị nướng như vậy đấy, thì khi nướng xong thì cái mỡ đồ này nó bám vào, hoặc là cái thịt da nó bị cháy xong nó dính vào đó, các bạn phải lấy cái miếng trà xoạt 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 xoạt. Ở nhà ba mẹ rửa kêu rửa chén cho cả nhà, các bạn thấy cực khổ chứ qua Hàn Quốc nha các bạn nha. Cái chồng đó là cái chồng người ta gọi là dương vô cực đó các bạn, nghĩa là không có cái gì gọi là điểm giới hạn của nó. Cứ vô đi làm và thấy nó chất đống lên như thế này. Rồi có những trường hợp mà những cái đó quá nóng nữa, các bạn phải cẩn thận nữa, các bạn phải cho nó vào nước trước cho nó nguội đi, xong các bạn phải lấy tay chà 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 như thế này. Thấy cực thì cực lúc đầu đó, nhưng mà riết thì các bạn cũng quen. Thì đó là một trong những cái công việc mà mình thấy là rất là thường gặp ở Hàn Quốc. Và thường thì những cái công việc như vậy đấy, có những chỗ đó cho lương căn bản, nhưng mà có những chỗ điếm thúi các bạn. Mấy ông chủ mà cho lương điếm thúi đó là người ta sẽ giảm bớt một ít, người ta giảm 1.000 won hoặc là 500 won của các bạn. Cho nên là mình thấy mức lương này không phù hợp. Đó là một cái sai lầm của mình khi mình nghĩ như vậy. Mình nói là thôi mức lương này không phù hợp với tôi nghỉ làm đi. Mặc dù là những cái bà thím với mấy ông chú nó rất là thương mình, người ta rất là hiền. Nói chung là hiền, cái chỗ làm đầu tiên mình thấy là hiền nhất là cái chỗ đó. Cho nên mình thấy rất là tiếc nuối. Xong sau đó mình chảnh chó quá, mình kia kiếm chỗ khác mà mình chưa kiếm được chỗ khác, mình nghỉ chỗ này rồi. Đó là một sai lầm các bạn. Nếu mà khi các bạn qua Hàn Quốc các bạn kiếm được một cái chỗ việc làm thêm, ok đó nha, ok rồi. Thì nếu mà thấy nó hơi khó khăn quá hoặc là không phù hợp với các bạn, bạn cố gắng kiếm được một cái việc mới đi cho đã, rồi xong sau đó rồi các bạn hãy xin chuyển chỗ làm hoặc xin nghỉ làm thì mới ok. Chứ như mình hồi đó mình xin nghỉ cái bụp cái xong mấy ngày sau mấy tháng sau không có việc làm luôn, chờ cái mỏ lên mỗi ngày vậy đó, hút không khí mà ăn mỗi ngày, trời ơi nói chung cái hồi đó là bệnh luôn á, tại vì không kiếm được việc làm rất là sợ. Cho nên là khi mà các bạn kiếm được việc rồi đó, cố gắng làm, khi nào các bạn thấy chịu không nổi nên các bạn hãy kiếm việc khác, kiếm được việc khác xong á rồi các bạn hãy đổi việc nha. Đến cái việc thứ ba mình muốn kể cho các bạn cũng là một công việc mà làm trong một cái nhà hàng mà người ta làm cái canh canh gì canh rong biển đó các bạn, xong rồi sẽ có nhiều cái món khác nữa. Mình làm ở trong bếp, thế là gặp những cái anh làm chung, mấy anh này hiền lắm, hiền khô à, hơi dữ tí xíu nhưng mà nói chung mấy anh này hiền. Làm chung với mạnh với mấy bà thím, trời ơi cái nhà hàng nó rất là rộng cho nên là khoảng 5-6 bà thím với ba thằng con trai. Cái vị trí mình phụ trách đó chính là nướng cá và đi gọi là gì nè, rã đông cá đó các bạn. Vào mùa đông trời ơi trời lạnh ơi là lạnh luôn, mà cái chỗ nhà bếp đó nó không có dám đóng cửa lại, đóng cửa lại nó bị ngột cái không khí trong đó, cho nên là mở cửa ra cho gió nó lùa vào. Mà gió mùa đông Hàn Quốc nó rất là ghê các bạn, và thậm chí như mình nói hồi nãy là khi mà mình làm việc thì thường mình không được mặc áo phao, mình phải mặc một cái áo lớp áo bọc ở ngoài thôi,
với một áo khoác nữa đấy. Xong ngồi làm mà trời ơi, gió mà vô nó thổi vù 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 mà các bạn cảm giác như đang đi ở Bắc Cực đó. Mà các bạn ngồi trời ấy con cá mà cực chết luôn á, thì không có sức là các bạn đuối chết luôn á nha. Nhưng mà có một cái á là chúng một cái bà Hàn Quốc, không biết tại sao bà ghét mình hay gì đó, mà bà cứ mỗi lần bà nhìn mình, bà coi mình canh mình lúc đi vô trễ mấy phút, bắt đầu bà ngồi bà nhìn nhìn vậy nè. Xong rồi có những lúc bà ngồi bà chửi kêu là thằng này làm không ra được cái gì được, cũng phải đặt này nọ rồi xong rồi lo mà làm cho đàng hoàng vào, trong khi mình làm bình thường mình không có làm biếng gì luôn đó các bạn. Thậm chí đến lúc mà các bạn biết á, làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối nha các bạn nha, thì thường là mấy cái anh đó, anh đó sẽ được ra cái chỗ mà khách vắng ấy, anh đó nằm anh ngủ một xíu. Mấy ngày đầu á thì mấy anh kêu mình ra ngủ chung, sau mấy ngày sau mấy anh không kêu tại vì tưởng là mình biết rồi. Nhưng mấy ngày sau thì mình cũng tự động mình chạy ra đó đang nằm tí xíu. Các bạn biết gì không, cái bà già hồi nãy nữa, cái bà thím mất dạy đó, cho mình chửi bậy xíu mà nói chung là mình ức chế quá. Bà ra bà thấy mình nằm, bà kêu bà chửi liền, thằng lăng là làm gì đây, ngồi đây nằm cái gì. Giống như bà đi kiếm nguyên cái nhà hàng kiếm được mình để bị chửi được cho bằng được đó. Bà kêu ngồi đây làm cái gì, cho đi vô làm kìa, ngủ ngủ ngủ, mày mà không có làm ăn được cái gì mày đặt ngủ đi vô rồi đó. Thế là những có những ngày nguyên một cái tuần hôm đó là mình làm từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối mà mình không được ngủ một cái gì, không được nghỉ, không được ngồi nghỉ chân luôn nha các bạn nha, mà rất là cực đó. Nhưng mà phải chịu thôi, tại vì nếu mà mình nghỉ là mình không có tiền, mà không có tiền ở Hàn Quốc thôi rồi là chết luôn đó các bạn ơi, cho nên mình phải chịu đựng. Rồi cái trong cái nhà hàng đó có một cái sự kiện nữa, mà sự kiện đó là cái mà mình thấy cảm thấy là tội nghiệp nhất, đó là có một thằng Hàn Quốc mới nó vô làm, thì cái thằng Hàn Quốc nó làm ngu hơn mình nữa, nó làm nó đù 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 mà mình chỉ nó sao nó cũng biết làm. Nhưng mà nó được cái là giỏi tiếng Hàn cho nên là người ta nghe đồ này nọ sớm nghe sớm bắt đầu nó nói lại cho mình cũng ok, nhưng mà mình vẫn rất là thích nó, mình không có ghét bỏ gì nó hết á. Nhưng mà cái bà Hàn Quốc hồi nãy mình vừa mới kể, bà lại thương này lắm, mặc dù hằng ngày làm chẳng ra cái gì, bà lại kêu ôi giỏi quá đúng rồi đó, làm như vậy nè, trời ơi. Xong bà nhìn mình kêu đâu có như cái thằng Việt Nam kia mà rõ ràng phân biệt chủng tộc rõ ràng nữa các bạn. Bà nói như vậy nghe mà thì có muốn bay qua đá bà cái, nhưng mà thiệt rồi mình không dám. Bà nói bà chửi gì đó xong rồi coi mình cũng phải chịu nhịn nhục thôi. Đến một cái hôm kia là cái thằng Hàn Quốc này nó mới kêu là hiong hiong, là gọi mình anh đó, tại vì mình lớn hơn nó, kêu là anh ơi em nghe nói là như là có đặt bàn là khoảng 50 người tới đấy, cho nên là anh ngồi nướng cá sẵn đi, nướng sẵn để không thôi là người ta tới mình nướng không kịp. Tin người quá, tại vì cái thằng này nói tiếng Hàn giỏi như vậy mà nó nghe như vậy đương nhiên nó sẽ nói đúng cho mình rồi. Mình làm mình nướng một đống cá để sẵn luôn các bạn nhé. Nhưng mà đến giữa trưa không ai vào hết, không ai vào thế thì cái đống cá đó phải làm gì bây giờ. Rồi xong luôn, ai bị nghe chửi, mình bị nghe chửi, mặc dù là cái thằng Hàn Quốc có chạy ra nó nói với mấy người đó là không phải đâu, tại vì con nghe lộn có 50 người tới, người ta chuẩn bị đặt bàn sẵn cho nên là con nói với ảnh kêu ảnh nướng sẵn vậy đó. Thì mấy người đó không có chửi thằng này, không có chửi thằng Hàn Quốc một câu gì luôn các bạn ơi, mà bay vô chửi mình. Trời ơi, chửi trời, chửi thậm tệ đó mấy bà già, mà kêu hồ cái thằng đó, thằng Việt Nam mà làm không được gì hết á, nghe tiếng Hàn cũng chẳng nói được, cũng nhận nó vô làm gì, rồi chửi quá trời chửi. Xong rồi cũng có một cái bà thím trong đó, bà mới kêu là bà này thì bà cũng hiền mấy bà kia, bà kêu là ờ thôi bà đưa cho con cái thau mà đựng nội tạng của mấy con cá đó mà bà lọt sẵn, kêu là bỏ mấy con cá mà nướng bị ấy vô đi, bỏ ở đây xong đem ra ngoài đi đổ, xong rồi bỏ lên cái xe đẩy ra ngoài. Thì các bạn biết đẩy 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 đó, người ta cứ tưởng đẩy ra ngoài thì đương nhiên cái mặt đường nó sẽ nhẹ nhàng xuống vậy, ha mình lại cứ tưởng như vậy nên đẩy xuống chắc không sao, mà ai ngờ đâu kiểu cái bậc này nó vuông góc, đây là cái mặt đường này các bạn biết không, sao cái bậc thềm nhà nó cao lên như vậy, sẽ đây nó bị hỏng lên vuông góc như vậy nè. Thế là mình đẩy đẩy cái xe ra, đẩy một cái thấy kịch xuống một cái xe nó nghiêng xuống một cái thau mà thau cá đó các bạn đi theo mà lực hút của trái đất từ trên cao vuông đi xéo xuống một độ góc 90 độ, 90 độ phải không, phải bao nhiêu ta, 45 độ, nó đi xuống một cái rồi các bạn ơi. Mình chỉ cần biết một cái thôi, cái thùng nhựa đó rớt xuống đường một cái sắt một cái mà nghe cái bẹp một cái, tiếng bẹp đó là gì, là nội tạng đồ cá cá mà cá nướng hư rồi này nọ, nó bay một nguyên một cái vùng trời bình yên luôn trước mặt các bạn, ngay trên mặt đường luôn các bạn. Mà mình nói trời trời chết mẹ rồi, ưng ơi chết mẹ rồi, quá trời ơi không biết phải làm sao luôn. Xong có chạy ra, mà chạy ra mình sợ là sợ cái gì, sợ ông chủ mà ông thấy là ông chửi cho thấy mẹ luôn, mình sợ quá chạy 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 ra. Các bạn biết không, cái thùng nó bị bể rồi nhưng mà vẫn có một cái miếng nó vẫn còn một khúc bự, cho nên là mình các bạn biết không, ngồi giữa cái đường gì đó bao nhiêu người đi ngang đi qua lại đi đó, mình lấy cái tay các bạn hút từng cái miếng nội tạng cá mà hôi rình đâu đó, mà cầm lấy cái tay bỏ lên rồi lấy tay mà gấp từng con cá bỏ vô đó. Trời ơi
Mà cái cảm giác nó tủi nhục lắm các bạn. Không phải tủi vì mình làm hư việc hay gì, mà cảm thấy cũng như là cả thế giới mà không có ai mà bên phía mình hết á. Rồi lấy cái tay mà cứ ấy cá mà giữa cái trời tuyết mà -2 độ, -3 độ đó mà lạnh ngắt luôn, mà giữa ngoài đường đó, trời ơi. Mà kiểu như là các bạn biết cái mắt nó đỏ kè mà không dám khóc, khóc một cái thôi là phải biết làm sao được, mà hốt nó vô trong đó. Xong rồi sau đó rồi ông chủ cửa hàng ông cũng ra ông thấy như vậy, thì ông này cũng không có chửi, ông này cũng hiền, giữ là giữ mấy cái bà thím á đó. Ông mới lấy cái bò xịt, ông xịt cho phụ, rồi ông hốt giùm phụ xong đổ vô trong cái sọt rác giùm. Nói chung cái nguyên cái khúc đó nữa thì ông chủ ông không có chửi, nhưng mà mấy bà già bà chửi tiếp. Thế là cái hôm đó mình nhịn nhục lắm, mình nghĩ là thôi hôm nay xong là mình xong rồi, chắc kiểu này là thôi nghỉ việc đi chứ chịu xong mà nổi nữa. Nhưng mà trước khi mà nghỉ việc thì tối hôm đó ông chủ ông gọi lại, ông kêu là thôi đừng có làm nữa, làm không được đâu. Rồi ông đưa tiền cho mình, kêu là thôi đi kiếm chỗ khác làm đi. Trời, các bạn biết không, cảm giác mà kiểu như là bị nguyên một cái tập thể mà người ta kỳ thị, người ta tẩy chay như vậy, rất là tủi nhục. Đi về mà kiểu như là giữa trời tuyết Hàn Quốc mà lạnh ngắt như vậy, mà đi về mà cảm, các bạn biết cảm giác mà không có biết là sau này có tiền hay không, tại vì mất hết việc làm thôi. Mà ở Hàn Quốc mà không có việc làm thì coi như là thôi rồi, mà buồn ơi là buồn luôn, mà cũng không biết dám chia sẻ với ai hết á. Bạn bè thì tụi nó rất là bận đi làm việc khác rồi, mình nói cho tụi nó cũng như vậy thôi, còn không dám kể về cho nhà mình ba mẹ mình mà biết thì buồn hơn nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, thì sau những cái bài học đó thì mình cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, mình đi kiếm được những cái chỗ khác làm tốt hơn. Và sau này thì mình hết đi làm ở nhà hàng nữa, mình cũng rất là mừng, thì bây giờ mình làm ở văn phòng trường rồi. Điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở đây đó chính là, thứ nhất á, là mọi người trước khi qua Hàn Quốc cái cần giỏi mọi người trước là giỏi tiếng đi, giỏi tiếng thì sau này qua mới kiếm việc dễ được. Thứ hai là các bạn phải chuẩn bị đó chính là sức khỏe các bạn, bạn phải khỏe mạnh, bạn phải tâm chăm tập tập thể thao rồi ăn uống cho nó mập mạp lên để qua đây có sức mà đi làm. Thứ ba cái cuối cùng nữa đó chính là cái quan trọng nhất, đó là các bạn phải có một cái tinh thần mạnh mẽ, một cái ý chí mạnh mẽ. Các bạn sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy, thì mặc dù là ở Hàn Quốc kiếm được nhiều tiền thì nhiều tiền thiệt, nhưng mà cái tiền đó chỉ đủ cho các bạn để mà các bạn trang trải học phí, các bạn trang trải tiền sinh hoạt thôi, chứ mà gửi tiền về cho gia đình các bạn thì rất là cực. Cho nên các bạn hãy nhớ là mình khuyên là cứ mà qua đây đi làm, vừa học, học xong tốt nghiệp kiếm tiền, hãy tính đến việc kiếm tiền đó sau rồi gửi về cho gia đình sau. Chứ bây giờ mình thấy các bạn mà vừa học mà vừa làm vừa kiếm tiền mà lo cho tiền học phí này nọ, thôi là các bạn giỏi lắm rồi. Đấy, đây là những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Nếu mà các bạn đang xem vlog này á, mà các bạn đã từng đi làm thêm ở Hàn Quốc hoặc gặp những trường hợp gì đó các bạn muốn chia sẻ cho những các bạn khác có thêm kinh nghiệm á, thì các bạn hãy comment phía dưới này nha. Ok, bye bye các bạn.